Mời các bác ngắm nhìn một em đồng hồ Odo. Em Odo này rất là khủng, có thể nói là cực khủng, hiếm gặp, rất hiếm gặp. Cái kích thước cho của nó từ trên xuống dưới là hơn 90 cm, cái chiều ngang này là gần 50 cm, rất là khủng. Mẫu thùng Odo này cũng khủng, hiếm, rất là ít gặp. Cái mẫu thùng Odo này thật sự là ít gặp này. Ngoài ra bác nào chơi Odo nhiều, sành chơi, thật sự sành chơi thì cũng sẽ hiểu cái mặt số nổi vàng hồng. Mặt số nổi vàng hồng 20 là một trong những cái mặt cực kỳ là hiếm. Vàng, mặt vàng á, mặt vàng thì nó đã có rồi, thì nó cũng đã hiếm rồi. Nhưng mà mặt vàng hồng thì hiếm hơn. Em chơi Odo từ lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay thì mới được sở hữu một cái chiếc mặt Odo vàng hồng như thế này. Kim vàng hồng, quả lắc bên dưới cũng vàng hồng. Nói chung là trên chiếc đồng hồ này nó có hai cái thứ khủng kết hợp lại với nhau, đó là cái thùng zin Odo và cái mặt số vàng hồng nổi. Rất là đỉnh, rất là tâm đắc khi mà sở hữu được cái chiếc đồng hồ này. Đã tại nguyện luôn. Các cái chi tiết chạm trổ, ngày xưa các cụ Odo, các cái cụ ấy chạm trổ đỉnh cao thế này, từng nét mộc mạc rất là đỉnh. Đây, các cái vết đinh đồng nó đã bạc đi theo màu thời gian, nhưng mà càng bạc đi, càng mòn đi, nhìn nó lại càng thấy sướng mắt, đẹp. Đây, hình này, đẹp. Nhìn nhìn vào trong quả lắc thì nó phản chiếu cái hình vào cái này. Nhìn đã, thích. Rất là lạ, phải không ạ? Các bác chơi Odo nhiều, gặp nhiều những cái chiếc thùng bè như thế này. Nhưng mà thùng Odo thế này thì gần như là không có mấy. Thỉnh thoảng cũng có bác chụp lên khoe, nhưng mà nó là của FFR chứ không phải của Odo. Và đặc biệt là cái mặt số của các bác cái chụp lên ấy, nó không phải là cái mặt Odo này, mà nó cái mặt FFR, mặt tròn hai lòng. Mặt hai lòng, còn đây là mặt nổi nguyên zin của Odo. Đắt lắm, hiếm lắm. Bao nhiêu năm chơi Odo thì em mới sở hữu được cái mặt vàng hồng thế này đấy ạ. Đẹp lắm, thùng nhìn gần cũng đẹp, nhìn xa nó cũng đẹp, nhìn các cái vết tích thời gian nó còn ở đây, gỗ mộc này, từng cái vết chạm, 20 vách này người ta cũng chạm này, chạm rất là kỹ, này. Chạm hoa đẹp lắm, bởi các bạn ngắm này. Trước này thì là chơi được hai cái bản nhạc Westminster, bản nhạc truyền thống, và cái bản nhạc AV. Bản nhạc AV nó thể hiện ngay ở trên cái phần mặt số này, AV đây. Mặt số này rất là đẹp. Tí nữa thì em sẽ giới thiệu cho các bác kỹ hơn về cái mặt số này. Ở đây thì là người ta thiết kế theo một cái form chung. Đó là gì? Tức là bên trên người ta làm các cái họa tiết hình tròn đồng, đóng những cái đinh đồng nổi lên thế này, thì bên dưới người ta cũng làm tương xứng như thế, nó có một cái nét tương xứng nhau này, đó. Cái phần này cũng vậy này, ở phần dưới người ta cũng làm cái họa tiết như thế này. Thì ở trên đây người ta cũng thiết kế như thế. Ngoài ra thì còn có thêm để nhấn nó là cái hình chi tiết mái ấy, thì người ta còn nhấn thêm các cái song tiện vào đây nữa. Đẹp lắm. Các cái ngôn ngữ thiết kế nó rất là tuân thủ này, từng cái đường nét chạm vào đây. Nói chung các bác nào mà chơi Odo sâu thì các bác sẽ hiểu đây là một cái gọi là chiếc rất là độc lạ, đẳng cấp. Đây nói đẳng cấp. Và em vẫn rất là tâm đắc và tự hào
khi mà sở hữu được cái chiếc này. Máy này là máy 57, máy vát vồ vuông đây, củ vuông 121, máy 57 các bác nhé, 57. Máy này cũng còn đạt cái độ mới rất là cao, 10 gông thì cũng còn xanh mướt này. Đây, cái cần chuyển bài này, quét và cả sang bên này là AV. Đây, mặt số đây. Này, mời các bác ngắm cái mặt số đi. Nó đã làm sao, nó sung sướng làm sao, rất là đã, rất là thích. Đây. Những cái chiếc này nó có cái giá trị sưu tầm rất là cao, cho nên là em cho rằng là cái gia đình chủ cũ người ta bảo quản rất là kỹ, người ta cất đi, có thể là lưu kho hay gì đấy. Cho nên cái mặt số nó còn ở cái tình trạng có thể nói là tuyệt vời, thực sự là tuyệt vời. Mời các bác nghe dạng của một bản nhạc nhé. Các bác nghe qua 15 phút của bản nhạc quét nhé, bản nhạc quen thuộc. Chuông của chiếc này thì nó cũng rất là hay. Máy 10 mà, người ta thiết kế máy 10 của Odo thì chuông đều rất là hay. Cái niềng mặt số này, em cứ nhìn vào cái phần mặt số này mà em thấy mê mệt luôn. Niềng này, số này, kim này, đều răm lắp luôn. Rất là đều. Thùng cực chất, thùng rất là chất, gỗ thịt móc lên cót zin. Đây, nhìn ở góc này có thể thấy này, các cái họa tiết nó rất là đẹp này. Các bác cũng đừng hỏi em là chiếc này có zin hay không, trả lời khó lắm. Và chiếc này em cũng chưa giao lưu, hiếm quá, mãi mới công mất rất là nhiều công mới sưu tầm được, nên là đang để chơi các bác nhé, chưa giao lưu. Có hàng độc lạ đưa lên để mời các bác cùng ngắm chơi, trao đổi nói chuyện vui vẻ, bàn tán rồi là chém gió một tí, cập nhật thêm những cái kiến thức về Odo để mình biết rằng là Odo nó có những cái mẫu thùng lạ độc như thế này, nó có cái mặt số vàng hồng như thế này, để các bác nào đang chơi thì cũng bảo là tôi đang có cái mặt số vàng, tôi thấy cái mặt số vàng hồng của anh hay quá, hiếm quá. Ngoài cái chiếc
khủng này ra thì bên em đây cũng có một cái chiếc khủng nữa này mà em đang để chơi này, có đất như cái chiếc này này thì có cực kỳ nhiều các cái bác đã hỏi rồi, rất rất là nhiều bác hỏi nhưng mà em chưa giao lưu. Nhưng chiếc này của em nó là cái chiếc mặt gỗ, nền gỗ và được họa sĩ người ta vẽ lên trên cái nền gỗ này. Nó hiếm đấy, là nó hiếm ở cái nền gỗ các bác nhá. Chứ thực tế cái chiếc này đã được và đã bị rất là nhiều các cái bác khác cho sao chép lại, nhưng mà sao chép nó là vẽ lại ở trên cái nền sắt, người ta vẽ lại hoặc là người ta in thì nó không có giá trị. Còn đây là nguyên bản cối xay gió, người ta vẽ trên một cái nền gỗ rất là độc. Bác nào chơi và xem Vang Vọng lâu rồi thì cũng thấy thỉnh thoảng bên em giới thiệu lên chiếc này. Và ngày nào cũng có bác hỏi rằng là anh ơi, anh có giao lưu với chiếc này không? Bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Các nhiều bác rất là vui tính. Nhiều bác rất là vui. Nhưng mà chiếc này em cũng chưa giao lưu. Và bây giờ trong cái bộ sưu tập của em là có thêm chiếc này nữa. Đẳng cấp. Em có thể nói là rất đẳng cấp, tâm đắc. Tâm đắc với cả hai chiếc này. Đó. Cực kỳ là tâm đắc. Tiền nhiều để làm gì? Đây, để mua đồng hồ chơi đây các bác. Đã lắm, nói chung là các bác ngấm cái món đồ này vào như em ấy thì các bác mới thấy rằng là khi mà sưu tầm được những cái chiếc này thì thấy nó ý nghĩa và nó sung sướng thế nào, nó hạnh phúc lắm, nó thỏa mãn, tức là nó thỏa mãn cái niềm đam mê của các bác. Tức là khi mà các bác đạt được một cái điều gì đó mà các bác mong ước ấy, đó. Như em thì em cuộc sống của em nó nhẹ nhàng lắm, nó cũng chỉ xoay quanh những cái món đồ kiểu này thôi. Vui vẻ với cả nó, sửa chữa, vui vẻ, sưu tầm, giao lưu. Mà chọn được những cái chiếc kiểu như thế này chơi thật là sung sướng, rất là sướng. Đó. Cứ thỉnh thoảng ngắm ngắm chơi, nghe tiếng chuông đổ. Ngoài ra thì bên em còn giao lưu rất là nhiều những cái mẫu như thế này. Giao lưu nhiều lắm đây. Giao lưu nhiều lắm. Đây, nhiều mẫu để giao lưu lắm. Cũng nhiều chiếc đẹp đấy, nhưng mà để giao lưu. Đây, có duy nhất hai cái chiếc này. Chiếc này thì em sưu tầm lâu lắm rồi. Còn chiếc này thì là mới. Đây. Mới về được, hôm trước chụp ảnh lên cũng nhiều bác hỏi lắm rồi. Để chơi giao lưu, chơi. Đã lắm. Nó như là đứa con tinh thần đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Các bác cứ comment, nhắn tin, gọi điện, trao đổi vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.